xe say đã lắm. Này cô Lì sẽ mở ra gấp gáp thử coi, xem coi Lego Chima có gì hay mà các bạn nói. Hay à, bây giờ cô Lì sẽ bóc hộp nhé. Này nhân vật nào các bạn? Các bạn biết tên nhân vật này không? Các bạn hãy comment giúp cô Lì nhé. Cô Lì không có xem cho Lego Chima nhiều nên cũng không có rõ. Có phải đây là cái tên của Lego Chima này không? Len nắp hả? À, cô Lì sẽ tháo phần trái ra. Ủa này giống thiệt đỉnh vô vô quá ta. Bố Lì có mua một cái thiệt đỉnh vô vô á. Cô Lì quên giới thiệu với các bạn rồi, để lần sau nha. Phụ kiện đó, có hướng dẫn lắp ráp không? Có hướng dẫn rồi, mình tự lắp ráp thôi. À, này chắc là con sư tử phải không các bạn? Này con sư tử đúng không? Wow, trông cũng ngộ quá. Tiếp đến cái bàn tay, đôi tay. Cái búa hả? Này có là cái rìu không? Cái rìu này chắc không phải cái rìu mà. Thì quỳ ké bọc này ra coi. Nhiều món quá. Quyền trượng đúng không các bạn? Kiếm và quyền trượng chắc vậy rồi. Cho cầm hai tay luôn một cái trượng. Cô Lì ráp sai chỗ nào các bạn nhắc nhở cô Lì với, comment bên dưới giúp cô Lì có đúng không nữa. Này giống kiếm sét kiếm điện gì đó. Ghê chưa, ai da ngã luôn.
kiếm thôi. Còn cái chữ mình cho anh nắm đây đi. Kéo giống cái đỉnh nhò nhò, đúng không các bạn? Xỏ qua không được ta. À, hiểu rồi. Rồi, ok, cô liền xỏ ngược, xỏ ngang gì mới được nè. Wow. Này mình lắp gì trên đây ta? Đứng được không? Còn đứng cười có rất sai nữa. Đứng mình hồng thì thật. Thử từng cái sao được thì mình xài hen. Cho nó không xây cái này ta. Chắc phải ấn nó xuống đúng không? Cô này không biết xài cái này. Là đi ngược rồi đúng không? Mấy bạn thấy là nằm ở trên. Dạ gần đúng rồi đó. Mình lắp người vô đây, đè nó xuống. Cô này không biết xài. Này cô này đang mày mò. Các bạn thông cảm. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV nhé. Hẹn gặp. Các bạn ơi, các bạn thích Cu Lì quá. Wow, xài kìa. Oh my god. Đẹp quá. Wow, thích dễ nhiên. Xây hoài luôn các bạn ơi, không ngừng luôn. Sao càng xây hoài à, nó không bao giờ ngừng hết. Mày kiếm được luôn nè. Nó xây nữa nè. Như có lực quán tính hay sao á, nó cứ xoay hoài nó không ngừng. Thử lại nha. Xoay luôn thấy không? Nó xoay liên tục luôn, nó không ngừng luôn. Coi chừng nào bao lâu nó ngừng nha. Chàng 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 Lego chi mẹ. Còn cục này nữa nãy rớt ra nè. Thôi người nhắn vào. Chắc không phải như vậy đâu. Vậy mới đúng. Wow. Lắp vào. Đó, ngưng rồi. Khoảng 30 giây nó mới ngưng lận. Cũng khá lâu. Chó leo lên luôn, đào quang. Chó leo lên luôn. Còn đánh được hay không thì mời cô này không biết. Rồi, cô này đặt lên rồi.
Các bạn thấy video này hay hãy bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Cu Lì.